miễn là hai người này không gây chuyện, với lực lượng hiện tại của Hoang không cần bất cứ ai trợ giúp. Ninh Khả Nguyệt nói, đại nhân tuyệt đối đừng tức giận, chẳng qua là xem xét thời thế, trước khác này khác thôi. Hoang tức run người, giỏi, hai người rất giỏi. Nhưng lúc này dù là một đống phân thì Hoang cũng phải nuốt vào, chờ về sau tính sổ. Hoang nổi khùng chỉ huy đại quân. Giết, giết, giết. Hoang hét to. Giết sạch, giết hết đại quân yêu tộc tăng vọt sĩ khí hơn năm ngàn người như châu chấu tràn ra bao vây binh khí giết chóc số yêu tộc còn lại xông hướng ba chiếc chiến hạm hoang lắc người xuất hiện trên chiến hạm lực lượng bá đạo khuếch tán đám người đang trị thương trên chiến hạm giật nảy mình chạy tứ tán ầm 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 chiến hạm vốn bị hỏng giờ không chịu nổi khí thế của hoang thoáng chốc nổ tung vụ nổ mạnh mẽ làm nhiều người trốn chậm bị cuốn vào trong khoảnh khắc tan xương nát thịt hoang cuồng cười ha 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 chết đi tất cả uất ức vừa rồi đều được chút ra một đấm đánh hướng đám vũ giả chạy trốn hắc ám buông xuống như trên bầu trời có cái mù máu to há ra nuốt trọn mọi người hắc ám biến mất những người này cũng mất tích hoàn toàn mất tâm người trên hai chiếc chiến hạm khác sợ tái mặt a à, quá là khủng bố vi thanh biến sắc mặt bay xuống chiến hạm chụp lấy mộng bạch đi nơi này không thể ở lâu đừng nói quy khư và thiên tư dù là hoang thì bọn họ cũng không địch lại gần như vô địch thiên hạ vi vô nhai thì thể xác và tinh thần bị đà kích vi vô nhai tiềm tu nhiều năm khó khăn lắm mới đột phá hư cực thần cảnh cứ tưởng vô địch thiên hạ đủ sức càn quét tất cả nhưng rồi phát hiện vô địch chỉ là ước mơ vi vô nhai tỉnh táo ngăn vi thanh lại vẫn chưa kết thúc vi thanh kinh ngạc hỏi như thế nào phụ thân còn hậu chiêu vi vô nhai lắc đầu nói là công dương chính kỳ còn hậu chiêu vẻ mặt vi thanh giật mình khó tin nhìn công dương chính kỳ sắc mặt âm trầm vi thanh không tin lúc này công dương chính kỳ còn chiêu gì vi vô nhai nhìn công dương chính kỳ ta nói có đúng không công dương đại nhân hoặc nên kêu là địa tôn giả đại nhân con ngươi công dương chính kỳ co rút khí thế đột nhiên thay đổi như biến thành người khác nhiều người nhíu mày nghe vi vô nhai thốt lời thì quay đầu lại Lòng Lý Vân Tiêu vô cùng rung động thất thanh bật thốt. Cái gì? Công Dương chính kỳ là địa giả? Lý Vân Tiêu vụt xoay người. Phía không xa người Tuyết Thần Hề run nhẹ, tuy sắc mặt hơi khó xem nhưng vẫn bình tĩnh như nước, dường như nàng đã sớm biết. Lý Vân Tiêu hiểu ngay tại sao Tuyết Thần Hề sẽ ở chỗ này, có cách giải phong Ngũ Hà Sơn. Thì ra chấp chính Ti Thánh vực là vị địa tôn giả cực kỳ bí ẩn trong tông môn ẩn thế. Nếu vậy thì, Lý Vân Tiêu giật mình thần thức khuếch tán không trung cảm ứng được cái gì. Chỉ có vi vô nhai muốn đối phó công dương chính kỳ dường như có người truyền âm nên mới ngừng lại. Khiến vi vô nhai kiêng rẻ, lại còn binh vực công dương chính kỳ thì chỉ có vị kia trong địa minh. Mọi người đều cho rằng người đó mới là chủ địa minh, nhưng không hiểu tại sao chịu uất ức dưới tay công dương chính kỳ. Hoang một đấm tư diệt vũ giả nguyên chiến hạm, đang định thuấn di chợt khựng người lại, cảm nhận uy nhiếp siêu mạnh xé gió ập đến, nghiền nát tất cả. Xoẹt 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 nơi không gian hoang ở phát ra tiếng xé rách như có vô số phong nhẫn xé thân thể hoang ra. Cơ thể bát tuyệt hiện ra các vết thương li ti. Hoang rất giật mình, tâm tình giống như vi vô nhai, sinh ra cảm giác ngoài trời có trời, ngoài người có người. Hoang đột phá hư cực thần cảnh, dung hợp với chân linh vốn nên càn quét thiên hạ mới đúng. Nhưng Hoang liên tục gặp cản trở, dù không e ngại người tới lại khiến tâm cảnh của Hoang gặp trở lại. Không cần biết người là ai, hiện tại bản Hoàng có chân linh tại thế, ai chắn đường phải chết. Hoang phồng lên niềm tin gấp trăm phần, phù văn lấp lóe trên trán, hắc ám vô tận tuôn ra từ người gã, song quyền giao nhau đột nhiên tung ra. Thập tự tồi hình. Hai quyền uy mênh mông đầu tiên là trùng kích cùng một chỗ, phát ra tiếng nổ như sấm. Hắc ám bị xé một hình chữ thập nghênh đón cú đấm bá đạo như sao băng thiên thạch. Ầm 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 ầm. Bầu trời rách ra, thập tự tồi hình xé rách ngàn dặm một khe rãnh to xuất hiện trên bầu trời như muốn nuốt cả thế giới. Trong khe rãnh lấp lánh ánh sáng vàng như sao băng bay nhanh xuống, nhưng đó là một bóng người, chớp mắt xuất hiện trước mặt hoàng. Đại huyễn diệt quyền Đoàn công kích trước đó chưa làm người đó lùi bước ngược lại kích thích đấu trí vô thượng, toàn thân tỏa sáng như chiến thần giáp vàng bay lên. Bá thiên vũ đế ngạo trường không Hoang đã hiểu thân phận người đến, tư thế chiến thể siêu mạnh kia, cương mãnh ập vào mặt, trong thiên hạ chỉ có một người duy nhất từng là thiên hạ đệ nhất nhân thì sao? Đó chỉ là quá khứ xa xôi, bầu trời hiện tại đã không theo ý ngươi. Hoang ẩn vào hắc ám, hoặc đêm dài vô biên đó vốn là thân hình gã. Đại tượng vô hình, hủy thiên diệt địa. Bóng đen vô biên, cú đấm màu vàng như lưỡi dao rạch màn đêm, muốn xe rách bóng đêm vô tận. Mọi người kinh hoàng vội vàng chạy đi xa, xung quanh chỉ còn lại binh khí giết chóc không sợ chết bám chặt yêu tộc chém giết kịch liệt. Khá nhiều bị cuốn vào dư âm hóa thành cho bụi biến mất. Vẻ mặt khúc hồng nhan giật mình. Mạnh quá. Khúc hồng nhan dùng tử tiêu kiếm múa kiếm cương bao phủ nàng và Lý Vân Tiêu vào trong. Đột nhiên ánh sáng xanh lấp lóe cũng dung nhập vào phòng ngự kiếm cương, cười mắng. Chỉ lo cho tiểu tình lang, bỏ mặc cả thái thượng tổ sư. Cô Thanh Thanh trốn sau kiếm cương, thở phào, mắt lóe tia sáng kỳ dị. Cô Thanh Thanh hưng phấn hỏi. Nam nhân này là ai? Lực lượng thật cường đại, thú vị, bản cô nương thích. Khúc Hồng Nhan xấu hổ phi một tiếng. Người này là kẻ mạnh nhất dưới vòm trời, bá thiên vũ đế ngạo trường không. Kẻ mạnh nhất. Mắt cố thanh thanh sáng rực khen. Chật chật, bất diệt kim thân, quả nhiên là thân thể đại thành. Có lẽ lần này được cứu rồi. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên. Thân thể đại thành. Lý Vân Tiêu nhìn về sáng vàng trong bóng tối, biểu tình ngạo trường khâu trầm trọng, đã lâu vẫn không xé hắc ám ra được. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói thiên hạ đệ nhất nhân cũng đến nếu không cứu được thì chúng ta thật sự chết chắc. Cô Thanh Thanh nạt. Ai già, cái miệng quạ nhà ngươi, mau nhìn kìa. Đốm sáng ngạo trường không dần bị hắc ám cắn nuốt, cuối cùng hoàn toàn chìm vào. Bùm. Tiếng quyền kình tan nát, sắc vàng hoàn toàn bị đánh tan, màu đen cắn trời nuốt đất, vạn cổ một màu đêm. Lý Vân Tiêu hết hồn há hốc mồm, bần thần. Không thể nào. Không chỉ bọn họ giật mình, toàn bộ vũ giả nhân tộc hoảng sợ. Ngạo Trường không xuất hiện không chỉ là tiếp viện thực lực còn là liều thuốc trợ tim. Giờ ai nấy lòng như cho tàn, hắc ám tràn ngập tâm hồn. Nhưng chỉ khoảnh khắc góc trời có ánh sáng vàng bừng lên. Ngạo Trường không hiện ra, làn da đầy các phù văn màu vàng như ký hiệu có sự sống, rất linh động. Ninh Khả Nguyệt nhíu mày nói: "Thập giai đại thành thánh thể, người này rất mạnh." Thiên Tư kinh ngạc nói: "Đại thành thánh thể ngày xưa không hiếm thấy, đặc biệt những chân linh hầu như mỗi chân linh đều là thánh thể." nhưng vòng trời hiện nay chưa ai tu luyện được rất hiếm hoi ninh khả nguyệt nói đâu chỉ hiếm hoi ta đã nắm rõ hoàn cảnh vòng trời này muốn thành tựu thánh thể cơ hồ là không thể nào không biết sao hắn làm được thiên tư nghiêm túc nói vậy có giết được người này không ninh khả nguyệt đáp muốn đánh bại hắn thì dễ hơn đánh bại hơi khó khăn tuy yêu hoàng dung nhập vô vào người nhưng phát huy lực lượng của vô rất ít ỏi tình huống này rất giống ta không chừng chúng ta sẽ phải ra tay. Hai người nhìn lại, sau chiêu đó của hoang hắc ám tán đi, không chỉ có thêm ngạo trường không còn có nhiều vũ giả hiện ra, đều là người địa minh. Lý Vân Tiêu còn thấy tuyệt thiên hàn cũng ở trong đó. Nguyên địa minh với ngạo gia, Long Nha Sơn Trang, đảo Thiên Diệp dẫn đầu kèm theo mấy chục, hàng trăm tiểu tông tiểu phái. Ba, bốn trăm người đồng thanh kêu lên. Kính chào địa giả đại nhân. Bọn họ cung kính nhìn công dương chính kỳ, thân phận của gã đã quá rõ ràng. Công dương chính kỳ giải phong ấn ngũ hà sơn vốn muốn để hai tộc liều đấu người chết ta sống, đặc biệt là tiêu hao lực lượng phe phái thánh vực khác rồi gã dựa vào tử sĩ giáp vàng, lực lượng địa minh dọn dẹp tàn cục, đập dẹp yêu tộc, chấn chính thánh vực. Nhưng người tính không bằng trời tính, đầu tiên là lực lượng yêu tộc cường đại ngoài dự đoán, chiến sự kéo dài rất lâu. Công dương chính kỳ bất đắc dĩ thêm lực lượng các ti thánh vực vào. Ti trưởng các ti chết không phải cục diện công dương chính kỳ muốn thấy, dù sao bọn họ toàn là lực lượng trung kiên của thánh vực. Điều công dương chính kỳ muốn là khống chế nguyên thánh vực hoàn chỉnh, tuyệt đối. Nếu người chết hết thì công dương chính kỳ muốn thánh vực làm gì? Sau đó vi nhai, quỷ Tula xuất hiện như cục đá lớn ném vào hồ nước đánh loạn tính toán của công dương chính kỳ. Dù là lực lượng hư cực thần cảnh của vi nhai hay lực lượng binh khí giết chóc quỷ Tula đều vượt tầm kiểm soát của công dương chính kỳ, thậm chí bị đảo khách thành chủ, Cơ hồ bị Vivo Nhai nuốt trọn. Lúc này ngạo trường không ra mặt uy hiếp Vivo Nhai, tình thế xem như còn trong quỹ tích. Thế nhưng hoang biến đổi, ninh khả nguyệt, thiên tư xuất hiện đã vượt ngoài kiểm soát. Công dương chính kỳ từ một kỳ thủ rớt xuống thành quân cờ trong bàn cờ, không biết được tình huống tiếp theo là gì. Hiện tại thân phận địa giả bị lộ, lực lượng trong tay công dương chính kỳ đều lộ ra, nếu không cách nào kiểm soát được thế cục thì sẽ thua thảm. Công dương chính kỳ hỏi Trường không đại nhân có thể áp chế yêu hoàng không? Hoang cuồng cười. Ha ha, áp chế bản hoàng. Công dương chính kỳ, chờ ta điểm phá đan điền của ngươi, phế bỏ tu vi cả đời ngươi, kiếp sau ngươi có thể dưa vào kể chuyện cười mưu sinh. Công dương chính kỳ tức học máu, hung trợn lườm hoang rồi quay sang ngó ngạo trường không. Không chỉ công dương chính kỳ, mọi người đều chờ đáp án, nếu không được thì trận chiến này khỏi đánh nữa. Mắt ngạo trường không lấp lánh ánh sao, thanh âm hùng hồn len canh ta sẽ cố gắng, ít nhất có thể bám giữ nửa canh giờ. Đáp án này không ủng hộ sĩ khí nhưng làm mắt mọi người rực sáng. Chỉ cần bám chân được hoang thì còn lại dễ xử. Hoang nổi khủng. Cuồng vọng. Nửa canh giờ. Bổn tọa cho người biến mất trong nửa nén hương. Nói vậy nhưng hoang không dám khinh thường. Đối phương dù sao là đệ nhất cường giả nhân tộc trong tin đồn. Nếu kêu hoang đánh bại ngạo trường không trong vòng nửa nén nhang thì gã cũng không dám chắc tuy nhiên lúc này không thể yếu sĩ khí được, hoang vọt tới gần ngạo trường không, vung nắm đấm công kích. Hoang quát to, hai vị bằng hữu, tới lượt các người ra tay rồi. Ngạo trường không không đỡ đòn, lúc trước dốc hết sức đánh một kích chỉ vì muốn thăm dò thực lực của đối phương mạnh tới mức nào. hiện tại ngạo trường không đã nắm được cơ bản, gã chỉ cần nắm chắc trường mực, không cứng rắn đánh thì dư giả bám chân hoang trong nửa canh giờ. quyết định xong ngạo trường không nhanh chóng bay ngược về sau, kiểm soát tốt khoảng cách chơi diều với hoang công dương chính kỳ chớp mắt xuất hiện trước mặt ninh khả nguyệt thiên tư tay chậm rãi ngưng tụ thanh trường thương màu đỏ trường thương bao phủ tầng huyết quang chặn hai người lại thiên tư xì cười chỉ bằng vào ngươi thiên tư lấy chiến qua duệ quang xuống xa xa chỉ công dương chính kỳ nói thiên hàn thần hề và cả thiên cầm đại nhân hồng nhan cung chủ làm phiền bốn vị tuyệt thiên hàn lập tức đáp xuống sau lưng công dương chính kỳ lấy thanh đại đao dày rộng ra khí lạnh bốc lên từ mặt đao. Ánh mắt tuyết thần hề cực kỳ phức tạp. Lệ hoa chỉ không muốn tuyết thần hề khó xử, nói. Đi đi, trận chiến này phải dốc hết sức, sinh tử hưng vong chỉ trong phút này. Tuyết thần hề khẽ ừ. Sau trận chiến ta sẽ buông mọi việc đảo thiên diệp, từ nay theo chàng đi chân trời góc biển. Lệ hoa chỉ vuốt cầm huyền, cười nói. Ta chờ đã nhiều năm, không ngại giây lát này. Hai người nắm tay sau tiến lên, đáp xuống cạnh công dương chính kỳ chặn ninh khả nguyệt và thiên tư lại lý vân tiêu nói nhát kiếm quy khư chém hoang vừa rồi cực kỳ cường đại ta e rằng mấy người đó không ngăn lại được hồng nhan nàng hãy đi trợ trận khúc hồng nhan lo lắng nói nhưng bên đại quân yêu tộc lý vân tiêu nói chúng ta sẽ cố gắng bám giữ đừng lo mọi người đều tức thật lâu sau đã phục hồi lực lượng khá nhiều có binh khí giết chóc che đằng trước có mấy trăm cao thủ địa minh ít nhất có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Điều đáng lo duy nhất là mạch và chiết, nhưng hai người chém giết thật lâu đã nguyên khí đại thương. Khúc hồng nhan ngần ngừ một lúc rồi lao lên, đáp xuống cạnh công dương chính kỳ. Năm vị cường giả bao vây người, không khí túc sát ngược lại tĩnh lặng. Thiên tư hét lên. Đại nhân. Ninh khả nguyệt ngắt lời. Ta biết, đừng nói nữa, cứ đứng yên đi. Ít ra chúng ta bám giữ năm vị cường giả, còn lại phải xem yêu tộc. Công Dương Chính Kỳ nhíu mày nói. Hai vị không định ra tay sao? Ninh Khả Nguyệt mỉm cười nói. Năm người các ngươi dắt tay nhau đến chắc đã tính toán ra lực lượng đủ ức chế hai người chúng ta. Nếu vậy thì sao không kiềm chế nhau? Đỡ khỏi phải đánh. Hơn nữa ta thấy ba người kia nguyên lực không tốt. Các ngươi như vậy có nắm chắc không? Chẳng bằng thừa dịp này nghỉ ngơi cho khỏe. Ninh Khả Nguyệt đang nói đến khúc hồng nhan, lệ hoa trì, tuyết thần hề. Ba người chém giết rất lâu, thua xa công dương chính kỷ, Tuyệt Thiên Hàn đang sung sức rất nhiều. Công Dương Chính Kỳ trầm ngâm nói. Tốt, vậy năm người chúng ta sẽ đọ sức với hai vị. Hồng Nhan Cung Chủ, Thiên Cầm Đại Nhân, cố gắng phục hồi nguyên lực đi, ta sẽ hộ pháp cho ba vị. Tuy ba người khúc Hồng Nhan thấy kỳ kỳ nhưng việc này có lợi không hại cho mình thì lười ý kiến. Ba người chung một ý tưởng, lang không bấm quyết điều tức phục hồi. Bọn họ nhìn ra Ninh Khả Nguyệt, thiên tư không thật sự muốn đánh nhau chắc vì lo lún vào đầm lầy chiến đấu là không vùng thoát được. Dù sao hai người không chung nhóm với yêu tộc, chỉ lợi dụng lẫn nhau, không cần thiết phải bán mạng. Giờ phút này, binh khí giết chóc chỉ còn gần trăm người nhưng vẫn ngoan cường chống lại đại quân yêu tộc, từ đầu đến cuối không lùi nửa bước. Đám vũ giả địa minh không hiểu gì hết, bị lòng can đảm của bọn chúng đánh động, máu nóng sục sôi giống to giết vào vòng chiến. Lý Vân Tiêu quay về bên cạnh Bắc Quyến Nam, hỏi. Sao rồi? Bắc Quyến Nam luôn điều tức tại chỗ, không quan tâm sự vật bên ngoài. Nghe hỏi, bác quyến nam mở mắt ra nói. Ngươi muốn thêm lần nữa sao? Người xung quanh hết hồn, lộ vẻ sợ hãi. Bọn họ biết thêm lần nữa là có ý gì? Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm nói. Hiện tại ta còn ba phần lực lượng, dốc hết sức ra đủ để mở lôi giới lần nữa. bắc quyến nam lắc đầu, nói. Nhưng thất huyễn yểm lục trong người ta còn chưa đủ ba phần, thậm chí không được một phần. Không tích lũy mấy năm thì không thể phục hồi được. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi, Lâu vậy sao? Bác Quyến Nam trả lời. Đại diệt tuyệt ngũ độc tổn thương thiên hòa, không dễ có được. Mộng Bạch ở cạnh Vi Thanh nghe hai người đối thoại, cực kỳ chăm chú lắng nghe. Lý Vân Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn Mộng Bạch làm gã sợ hết hồn, bỗng thấy căng thẳng, thụt lùi mấy bước. Vi Thanh che trước mặt Mộng Bạch, lạnh lùng đầy địch ý chừng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hừ mạnh, hừ, khóe môi Lý Vân Tiêu cong lên châm chọc và sát ý. Vi Thanh hiểu rõ, cũng hử lại. Mộng Bạch đã bị Vi Thanh xóa ký ức nên Lý Vân Tiêu không sốt ruột nhận nhau. Cộng thêm hiện tại Mộng Bạch phô bày thực lực bất phàm, đặc biệt công kích hỗn hợp dị thủy và độc nhịn càng rùng rợn. Dù Mộng Bạch đi theo bên Lý Vân Tiêu mấy năm gần đây cũng chưa chắc hắn dạy ra lực lượng như vậy được. Vi Thanh và Lý Vân Tiêu mâu thuẫn gay gắt, thù mới hận cũ dây dưa nhau nhưng hắn phải công nhận Vi Thanh là tài năng khoáng thế. Bắc Quyến Nam nói, nếu có bát mị chu tiên đại thành thánh thể kích thích ta, thất huyễn yểm lục sẽ dễ tiết ra nhiều hơn. Tiếc rằng thiếu niên này quá yếu. Lý Vân Tiêu cười nói. Chờ hắn đại thành thánh thể thì ngươi đã sớm phục hồi cả trăm lần. Bác Quyến Nam nói. Ta sẽ cố gắng thử. Sợ là uy lực lần này không bằng lúc trước một phần. Mắt Lý Vân Tiêu sáng rực nói. Một phần cũng đủ làm bọn họ đau khổ rồi. Hơn nữa uy lực thấp chút cũng tốt. Miễn cho lại lần nữa dẫn đến thiên lôi. Ngươi và ta đều không đỡ nổi. Ừm. Hai người nhìn nhau tăng tốc bấm quyết lôi màu xanh và độc dâng lên từ cơ thể hai người biến đổi dung hợp trên không trung vi vô nhai hết to hộ pháp cho bọn họ những thương binh tàn tướng đều căng thẳng vây quanh cạnh hai người trong trận doanh yêu tộc phía xa nguy rồi ngài phát hiện tình huống lớn tiếng kinh kêu bọn họ lại thi triển đại diệt tuyệt ngũ độc mau đánh gãy họ một câu hù toàn yêu tộc sợ đứng tim mấy ngàn người trong chiến trường xôn xao. Lần trước quá là khắc cốt minh tâm, suốt đời khó quên nên hiện tại hơi thần hồn nát thần tính, yêu tộc sợ chết khiếp. Chiết hét to một tiếng. Đừng hoảng. Mắt chiết bốc cháy lửa giận quá to. Để ta đi giết hai người kia. Chiết vung tì bà đao, thoáng chốc biến mất trong tay gã. Chiết định xông lên giết người nhưng bị một huyết quang ngăn lại. Mạch xuất hiện trước mặt chiết. Ngươi chỉ huy đại quân, ta đi. Chiết hoảng sợ. Mạch tiên sinh, thân hình của người. Mạch một đường giết tới, cơ thể tổn hại không chịu nổi, bị thương còn nặng hơn chiết. Mắt mạch lóe tia sáng kỳ dị nói. Ta không sao, nhưng cần chút thời gian, chắc sẽ hoàn thành trước bọn họ. Chiết sừng sốt hỏi. Tiên sinh nói vậy là sao? Mạch nhe răng cười âm trầm. Chiết tiên sinh đã quên nguồn lực lượng của tộc thương yêu chúng ta sao? Chiết nhíu mày hỏi. Máu mắt mạch bắn ra tia sáng. Đúng là máu, máu đầy trời này, máu của vạn yêu tộc, tinh nhuệ nhân loại, còn thứ gì hấp dẫn ta hơn. Chết hết hồn, hoảng sợ hỏi. Thương tiên sinh, rốt cuộc muốn, muốn làm gì? Mạch trầm giọng nói. Không làm gì, những máu này không dùng cũng uổng. Ta chỉ cần ngươi hộ pháp thay ta, chờ ta thi triển thần thuật thu nạp huyết nguyên đầy trời là đủ để giết bọn họ. Chết đã hiểu, tộc thương yêu khát máu, Nơi đây là ao máu tốt nhất. Nhưng chết là người của hoang, không thể trơ mắt nhìn mạch biến mạnh. Tuy nhiên lúc này không thể lo nghĩ nhiều. Chết nói, chỉ cần tiên sinh thể hiệu trung ngô hoàng bệ hạ, chết sẽ tạm hộ pháp cho tiên sinh. Mạch nét mặt xa sầm nói, thề, mạch hừ mũi. Lời thề sao có thể tùy tiện được. Nếu không tin bổn tọa thì thôi, dù sao độc lôi cũng không bị thương ta được. Sắc mặt chết khó xem, băn khoăn do dự. Ngài nói đã lúc này rồi đừng suy nghĩ nhiều quá. Mạch tiên sinh, làm phiền người. Có ngải lên tiếng thì trích không tiện nhiều lời. Tốt, ta sẽ hộ pháp cho mạch tiên sinh. Mạch mừng như điên, cười khẽ bay ra, hai tay bấm quyết. Lập tức hiện một tầng huyết quang bao trùm mạch, phù ấn màu đỏ liên tục bay ra từ người gã lan tràn bốn phía như lá liễu. Dị lực hiện ra trong toàn chiến trường, không trung đột nhiên xuất hiện vô số điểm đỏ. Nhìn kỹ thì điểm đó dần rõ ràng hơn, xung quanh có vô số dòng chảy tựa tơ máu xẹt qua hóa thành huyết châu, nhiều cỡ hàng ức. Ngài giật nảy mình, gã cảm nhận rõ ràng trong mỗi giọt máu ẩn chứa lực lượng, đam mỹ hiện đại. Hơn nữa giữa các bên bên có trường năng lôi kéo. Ngài cảm giác toàn thiên địa ở trong thiên la địa võng do huyết châu kết. Thể chất của tộc thương yêu cực kỳ lạ lùng, có thể trực tiếp rút đi và phân giải máu, cắn nuốt lực lượng ẩn chứa trong đó. Lực lượng chứa trong máu liên quan đến chủ giọt máu bao nhiêu cường giả trên chiến trường bị nghiền nát, máu phun khắp bầu trời, mặt đất tràn ngập năng lượng. Huyết thuật của mạch không ngừng tinh luyện, từng giọt bay hướng gã, đánh vào làn da, xuyên thấu vào. Thi thuật phạm vi lớn thế này lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Không chỉ máu những người chết, đám người đang trong chiến trường cũng cảm nhận lực lượng của mình cùng với máu không ngừng sói mòn, hóa thành các giọt máu bay lên trời. Chiếc kinh kêu. Mạch tiên sinh, Chính Trích cảm nhận rõ ràng lực lượng đang theo máu trôi đi, nhìn từng giọt máu trên người mình chảy ra bay hướng mạch làm chết hoàng hồn. Ngài trầm giọng nói, công pháp thật bá đạo, nhưng trước khác nay khác, người này thực lực cường đại, hai lòng nhưng lúc này đành nhờ vào lực lượng của hắn. Biểu tình chết trầm trọng nhìn phía xa hoang đang đánh nhau với ngạo trường không. Hai tay chết siết chặt nắm đấm, ngăn máu ngừng cháy, ngăn lực lượng không sói mòn. Ngà nói đúng, tranh giành yêu hoàng là chuyện nội bộ, lúc này là cuộc chiến khí vạn yêu tộc nên có sự nặng nhẹ nghĩ thông rồi chết yên tâm đứng trước mạch hộ pháp cho gã đó là cố thanh thanh ở phía xa sợ hãi biến sắc mặt nói thần thông thiên phú của tộc thương yêu huyết cầm thức thiên chiếu tử kinh kêu thức này có gì lợi hại cố thanh thanh đáp thật ra là một cách thu nạp năng lượng không khác gì bản chất công pháp rút lực lượng nguyên thạch bên ta nhưng nguyên thạch của tộc thương yêu là máu ngày xưa tổ tiên của mạch thi triển chiêu này phong ấn bản thân rồi mượn dùng lực lượng đất đai luyện hóa thành huyết thần châu để cho hậu nhân hưởng dụng mọi người hết hồn phong ấn chính mình luyện hóa thành châu cái này nghĩ đến quyết tâm khí phách đó làm người ta rợn tóc gáy cô thanh thanh cười gian nhưng tính tới tính lui cũng không ngờ cuối cùng bản cô nương được lợi mắt lý vân tiêu hấp hay ánh sáng đừng đắc ý trên chiến trường này ẩn chứa huyết năng quá mạnh ức vạn huyết châu liên kết ảnh hưởng nhau gần như thành thiên la địa võng năng lượng lớn chưa chắc dưới huyết thần châu nếu không ngăn cản có lẽ một hư cực thần cảnh sẽ đi ra vi thanh trầm giọng nói nói đúng nhưng người này được ngàn vạn yêu tộc bảo vệ ở hậu phương làm sao ngăn đây phương xa đám người công dương chính kỳ giật mình nhìn dị tượng lệ hoa trì một trưởng vỗ vào cầm huyền phát ra tiếng ù ù hai ngón tay lệ hoa trì kéo đuôi dây định chảm kích đột nhiên một dải ánh sáng vàng lấp lóe hóa thành lực lượng nhật hao đốt ra thịt nóng rát. Lệ hoa chỉ hơi đụng cầm huyền là ánh sáng nhật hoa kia sẽ công kích ngay. Nhật hoa sáng rực lơ lửng trên cầm huyền, chiến qua bay lượn bên trong, là dệ quang của thiên tư. Mấy người khác cảnh giác, siết chặt binh khí, sẵn sàng tấn công. Thiên tư cười khẩy nói. Đã xem kịch thì nên yên lặng chút, không thì tự mình lên sân diễn. Lệ hoa chỉ ngẫm nghĩ nếu phe họ ra tay thì ninh khả nguyệt, thiên tư sẽ ngăn cản, e rằng không phân tâm đi qua được. Cầm huyền trở lại như cũ, lệ hoa chỉ yên lặng quan sát. Thiên tư thu về dễ quang để sau lưng, cũng nhìn huyết châu đầy trời, không biết trong lòng gã nghĩ gì. Lý Vân Tiêu nói, theo ta thấy để, đại nhân đi ngăn huyết cấm thức của người này là thích hợp nhất. Hoàng Phủ Bật và Thiên Tinh tử coi như tham gia vào chiến trường sớm nhất, người hai phái tử thương thảm trọng. Vạn Tinh Cốc chỉ còn mỗi Thiên Tinh tử và một trưởng lão, phệ hồn tông còn bốn người. Hoàng Phủ bật nét mặt xa sầm lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, ngươi có ý gì? Muốn hại bổn tọa sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Bật đại nhân nghĩ nhiều. Tuy quý phái hy sinh rất lớn trong cuộc chiến này nhưng với đại nhân và ba vị trưởng lão khác cũng coi như là cơ duyên. Mạch thu nạp máu trên chiến trường, bốn vị thì luôn thu nạp hồn trên chiến trường, được đến ích lợi không nhỏ gì đúng không? Tuy đại nhân luôn giả bộ bị thương nặng khó thể tái chiến nhưng với diệu pháp linh mục của bản thiếu gia thấy rõ thân thể đại nhân chẳng những như rồng như hổ, còn khỏe hơn trước. Mấy người phệ hồn tông nghe Lý Vân Tiêu nói xong hoàn toàn biến sắc mặt, mọi người mắt trợn trắng chừng bọn họ. Hoàng Phủ Bật ho khan, ánh mắt mọi người như gai dâm sau lưng. Hoàng Phủ Bật nói, tuy vết thương của bổn tọa phục hồi được hai, ba phần nhưng không hoàn toàn khỏe như Lý Vân Tiêu nói, còn về tiến bộ thêm một tầng toàn là lời nói không đâu. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm. "A, à, vậy sao?" Hoàng phủ bật, ba trưởng lão khác nhìn nụ cười đó mà ra đầu tê dại, như thể trước đôi mắt trí tuệ đó tất cả không có đường che giấu. Hoàng phủ bật tức giận quát: "Đương nhiên rồi, ta thấy che giấu sâu nhất là Lý Vân Tiêu nhà ngươi. Ngươi là cường giả có thánh khí trong tay, lúc ức chế Hỗn Thiên nghi cũng đã biết uy lực thánh khí nhưng về sau không thấy ngươi dùng lần nào. Nếu lấy thánh khí ra thì những yêu tộc, mạch có ai chặn lại được?" Lý Vân Tiêu câm nín, không biết nên giải thích như thế nào. Lúc trước hoàn toàn bị hỗn thiên nghi ức chế, nên đại lục thiên vũ tự động kích phát ra lực lượng. Sự thật này có giải thích thì hơn phân nửa mọi người sẽ nghi ngờ, hiện tại Lý Vân Tiêu phải chịu ánh mắt nghi ngờ của nhiều người. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói, không phải ai cũng dùng thánh khí được, nếu ta có thể dùng tùy thích thì bây giờ đã ném bật đại nhân ra đập chết địch. Hoàng Phủ Bật bị Lý Vân Tiêu đốt chát lại chọc tức học máu. Ngươi, ngực hoàng phủ bật nghẹn lại gã nổi lên cảnh giác lý vân tiêu sở hữu thánh khí lại là địch thủ của gã tương lai sẽ là mối hạo ngầm nghĩ đến đây mắt hoàng phủ bật lạnh băng thậm chí ngưng tụ sát khí lý vân tiêu nói hợp tình hợp lý dù hắn có thánh khí cũng khó vận dụng tùy thích lực lượng phản phệ không phải người bình thường có thể chịu nổi luân hồi đại quang bàn của ti đình ngữ cũng như thế giải thích gạt bỏ nghi ngờ của mọi người thiên chiếu tử sợ hai người xung đột vội nói Hiện tại Lý Vân Tiêu đang ngưng tụ lôi độc, nhiệm vụ cắt đứt huyết cấm thức mong rằng phệ hồn tông sẽ đảm nhiệm. Hoàng phủ bật lộ vẻ mặt ngượng nghịu, cực kỳ không muốn. Nhưng mọi người đều nhìn gã, vết thương cũng sớm lành, lúc trước hoàng phủ bật lẫn trong đám đông thì còn giả bộ được, hiện tại toàn là cảnh giới đánh gái ngươi từ đầu đến chân, khó thể giả bộ tiếp. Ba trưởng lão khác cục xúc bất an, vẻ mặt lúng túng. Hoàng phủ bật hung tợn lườm Lý Vân Tiêu, lên tiếng Tuy rằng nhiệm vụ rất nặng nề nhưng việc lớn liên quan sinh tử của tộc ta, bổn tọa và ba vị trưởng lão đương nhiên là nghĩa bất dung tử. Hoàng Phủ Bật nói xong dứt khoát cùng ba trưởng lão khác biến thành luồng sáng vàng tựa mũi tên lao ra. Huyền Hoa cảm giảm. Cáo giả này để ta giúp hắn một tay. Huyền Hoa giơ cung tên, một mũi tên thô màu đen bắn ra ngoài hóa thành vô số phù văn trên không trung, tách ra thành mấy trăm mũi tên đuổi theo bốn người lao nhanh, lướt qua bên cạnh họ lực lượng hiện tại của huyền hoa không bằng lúc đỉnh cao bắn tên xong gã rất suy yếu hai tay rũ xuống không còn sức cầm cung mấy trăm mũi tên mở đường trước mặt nhóm người phệ hồn tông bắn ra một con đường mấy người yêu tộc lao ra từ chiến trường một yêu tộc cao tám trượng hai tay cầm một tấm thuẫn độn bay ra tấm thuẫn lượn vòng trên không trung đánh bay một nửa số tên rồi quay về tay yêu tộc yêu tộc cuồng cười thân hình to lớn núp sau tấm thuẫn lao hướng hoàng phủ bật hoàng phủ bật cười diễu vô tri một tay hoàng phủ bật bấm quyết ngữ giả màu vàng bay ra khỏi người gã cười khùng khục sông lên ong 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 tấm thuẫn to phát ra tiếng ù vang ngữ giả màu vàng xuyên thấu qua tấm thuẫn yêu tộc khẽ run biểu tình kinh khủng và mờ mịt rồi dần biến thành ngơ ngẩn yêu tộc và tấm thuẫn từ trên trời rơi xuống đất cái mồm to của ngữ giả màu vàng cắn một hồn phách là hình dạng yêu tộc đang liều mạng vùng vẫy nhưng vô ích bị ngữ giả màu vàng từ từ nuốt vào miệng rộng nhai nhóp nhép ngon lành. Ui, mấy chục tiếng hút khí vang lên, đám người thiên chiếu tử nhìn mà mặt trắng bệch hãi hùng. Càng không nói đến những yêu tộc này, sợ hãi toàn thân dựng đứng lông tơ. Sợ nhất là chưa biết, kết cuộc cuối cùng của vũ giả hơn phân nửa là chết trận. Ai đều sớm chuẩn bị tâm lý, nên bọn họ không e ngại tử chiến. Nhưng cái kiểu bị quái vật ăn mất hồn phách thì chưa từng nghe, không biết hồn phách bị ăn rồi có kết quả gì. Tập thể sợ hãi mười mấy yêu tộc che đằng trước thoáng chốc mặt không chút máu lùi sang hai bên, không dám chặn mũi nhọn bốn người nữa. Chiết mắng to, toàn là phế vật vô dụng. Hai tay chiếc cầm tì bà đao, rót yêu khí vào trong vũ khí, không ngừng xúc lực, từng vòng sáng xanh khuếch tán. Hoàng phủ bật xuất hiện trước mặt chiết, vẻ mặt châm chọc nhìn gã. Ha, bọn họ là phế vật còn ngươi thì sao? Ta, ta là người chém ngươi dưới đao này. Chiến đao của chiết xúc thế đã lâu, thiên quân lực bộc phát chém mạnh qua. Ầm 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 ầm. Một giải đao hải làm trời sụp đất nứt. Hoàng phủ bật vận dụng bàn cổ phiên, thiên địa biến sắc, tất cả đao khí bị hút vào trong. Ngữ giả màu vàng bay vào người Hoàng phủ bật, hồn chiến kỹ pháp nâng lực lượng của gã lên tới tỉnh, hai tay Hoàng phủ bật kết ấn tấn công. Chiết Hoàng hốt thu chiến đao về che trước mặt. Bùm. Hai tay kết ấn vỗ vào thân đao, chiết hộc máu bị đánh bay đi nhưng máu phun ra không rơi xuống mà trực tiếp ngưng tụ thành huyết châu bay hướng người mạch. Hoàng phủ bật giật mình quá to. Mau ngăn hắn lại. Ba trưởng lão khác hét to sông lên, mỗi người cầm một phệ hồn phiên, đều được nhiều ích lợi từ chiến trường. Ba người lấy phệ hồn phiên ra tựa như trận pháp nhốt mạch lại, ba hồn phách màu vàng bay ra táp mạch. Hừ, buồn cười. Mạch nét mặt xa sầm hét to. Tài mọn, ba thứ rác rưởi mà mơ bị thương ta, mạch biến mông lung một phân thân lao ra từ huyết quang liên tục vỗ ba trưởng đánh vào đầu ba chủ hồn chúng nó phát ra tiếng hét thê lương nổ tung bùm 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 ba trưởng lão học bãi máu thu phệ hồn phiên lại bay về một bên mắt hoàng phủ bật bắn ra tia hung trợn nhảy vọt lên hai tay nhanh như tia chớp giáng xuống ầm 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 phân thân của mạch dơ trưởng nghênh đón hai bên va chạm phân thân không đánh lại chợt nổ tung vô số huyết vụ tung tóe huyết vụ không tán đi mà ngưng tụ thành huyết châu lại bị mạch nuốt vào. Nhưng rõ ràng mạch bị trùng kích, dao động nguyên lực trên người gã hơi hỗn loạn. Hoàng phủ bật hét to một tiếng. Chết đi. Hoàng phủ bật chộp lấy bàn cổ phiên đánh vào vòng bảo vệ huyết quang. Chiết lao lên, không rảnh quan tâm vết thương toàn thân, chiến đao nghênh đón. Ẩm. Đao bắn ra vô số hỏa hoa, cảm giác xé rách hiện ra trong người chiết, nội tạng như bị nước trừng nướng. Chiết cưỡng ép chặn lại bàn cổ phiên, đôi mắt tràn ngập tàn nhẫn và giác ngộ. Mắt hoàng phủ bật sáng rực. A, à, nếu ngươi đã có quyết tâm đó thì bổn tọa không ngại rút thêm một hồn siêu phàm nhập thánh. Ngữ giả màu vàng là tiền bối phệ hồn tông dùng hồn phách một vị siêu phàm nhập thánh luyện hóa ra. Lúc trước khắc vũ hộ, ti đình ngữ lần lượt gặp nạn nhưng ở trước mặt nhiều cường giả, hoàng phủ bật không dám phạm húy đụng vào hồn phách của hai người, chỉ lặng lẽ nuốt hồn vũ giả khác. Từ cũng là đại cao thủ siêu phàm nhập thánh, sau khi bị hoang giết vì hoàng phủ bật đứng cách quá xa không dám đến gần trơ mắt nhìn hồn phách tan biến bây giờ hoàng phủ bật cuối cùng cũng có cơ hội hoàng phủ bật há mùng phun ra một luồng sáng vàng biến thành ngữ giả màu vàng lao lên táp đầu chiết trích kinh hoàng hét to a à, nhưng chiến đao bị bàn cổ phiên áp chế trích không thể nhúc nhích đành mặc cho ngữ giả màu vàng cắn đau đớn khó tả hiện lên trong tâm hồn chiết như thể linh hồn sắp bị rút ra ngả vừa kinh vừa giận dừng tay ngà phất tay bắn ra ánh sáng rực rỡ hóa thành từ đỉnh đáp xuống chấn trên đầu hoàng phủ bật đỉnh như vậy ánh sáng chói lòa bắn ra hà vân màu tím bốn phía giấy lên chân hỏa cả không gian bốc cháy hừng hực xung quanh hoàng phủ bật hóa thành biển lửa có ánh sáng tím bập bùng cháy xuyên qua làn da đốt tận linh hồn ngữ giả màu vàng chịu đòn trực diện nhất hết thảm a a a ngữ giả màu vàng chui vào bàn cổ phiên chiết nhặt về một mạng nhưng đầu gã đầy máu và nỗi sợ. Bùm. Bàn cổ phiên hút ngữ giả màu vàng lực lượng tăng vọt đánh bay chiến đao của Triết, lực lượng mạnh mẽ đập vào ngực gã, xương cốt vỡ vụn. Triết học bãi máu. Phụt. Triết như diều bay đi. Đột nhiên một huyết ảnh xuất hiện sau lưng Triết, bắt chặt gã. Triết đại nhân bị thương nặng vậy e rằng không sống nổi, hay cho ta thân tinh huyết này đi, ta sẽ báo thủ thay đại nhân. Là phân thân của mạch. Chết bị thương không nói nên lời, phân thân biến thành cái bóng chui vào người gã. Bùm! Cơ thể chết nổ tung thành nhiều mảnh thịt vụn, khiến người sợ hãi là không có một giọt máu. Chỉ có một huyết ảnh chợt lóe chui vào người mạch. Ngả luôn nho nhã giờ giận điên, hoàn toàn thất thốt. Người ngả run bần bật rít gào. Mạch, ngươi không bằng xúc sinh. Mạch hí mắt ra, khóe môi cong lên. Như thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngả tiên sinh đừng giận không tốt cho sức khỏe tiên sinh là thiên tài thuật đạo vạn năm khó gặp của tộc ta, sau này bổn tọa còn cần dựa vào sức tiên sinh rất nhiều. Người ngả run run, chợt lực lượng xuyên qua tử đỉnh phản phệ làm gã học bãi máu. Quanh người hoàng phủ bật nổi lên gió âm lẫm liệt cách ly tử quang thành chân không. Hoàng phủ bật lạnh lùng nói, dùng thiên địa làm đan lô, muốn luyện hóa bổn tọa, ngươi luyện khí đến điên rồi sao? Bàn cổ phiên bay ra mấy phù văn, hoàng phủ bật dùng ấn quyết biến chúng thành trưởng đánh vào tử đỉnh. Bùng, từ đỉnh ủn bần bật ngọn lửa lan tràn dần tắt, đỉnh được ngả Triệu Hoán liền bay về. Một vì ngả không đỡ nổi, hai là thấy mạch tàn nhẫn như vậy làm lòng ngả lạnh lẽo, mắt tràn đầy bia ai và nản lòng, không muốn chiến đấu nữa. Hoàng phủ bật lạnh lùng lườm ngả. Giết mạch rồi mới xử ngươi sau. Hoàng phủ bật bay hướng mạch, ngữ giả màu vàng như mãnh thú phi cầm ngủ đông trên vai Hoàng phủ bật, lộ ra nụ cười âm hiểm nhanh tranh khiến người nhìn rợn tóc gáy. Mạch xỉ cười a à, giết ta huyết trâu đầy trời từ khắp nơi liên miên tụ tập dung nhập vào người mạch nguyên huyết cấm thức dường như chưa xong nhưng khóe môi mạch cong lên khinh thường mắt lạnh băng nhìn hoàng phủ bật như ngó người chết hoàng phủ bật thầm la nguy rồi gã cảm ứng có gì đó không đúng chợt đứng lại mạch nhướng mí mắt lên khinh thường nói như thế nào tợ hoàng phủ bật kinh kêu vết thương của ngươi mạch cười khẩy nói không đúng là thương của người tập này kết thúc ở đây nha sau đây là chuyên mục quảng cáo các bạn xem và click vào quảng cáo ủng hộ kênh nhé cảm ơn các bạn